Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel T-Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh em nha. Và trước khi đến với cái vấn đề mà mình bem ép anh em ép bất tử, ép mẫn đàng hoàng hai con luôn. Nhưng mà trước hết thì để đi cài tí danh vọng anh em, phụ anh em tí danh vọng à, để cho nó có trong ngày. Nói chung ngày nào anh em cũng cố gắng làm cho nó full danh vọng, để mà có những thứ để mà chúng ta sẽ đổi ha. Cái phần đổi danh vọng nó cũng khá quan trọng anh em à, cái đó tùy vào cái độ siêng năng của mình thôi chứ, đúng không? Có những thứ nó khá quan trọng trong cái mục mà đổi danh vọng ấy, như cái khảm phù văn này ấy. Anh em có thể để ý trên mà cái dây chuyền như là nhẫn nào này nọ chỉ có đổi bằng danh vọng thôi, chứ còn mà không có đổi bằng điểm. Đổi điểm thì nó dễ hơn à, danh vọng thì nó cố định ngày nào ra ngày đó. Đây anh em thấy còn ép bất tử không, đang đứng đầu đấy. Chuẩn bị mình vô mình bêm nó đây để phụ với người anh em cái đã, cho nó ngon lành cành đào cái xong ra là mình dứt cái này. Mà đã có tìm ra cách để mà mình có thể bêm mà hiện tại là bêm ở trong mỏ anh em, chút nữa mình sẽ vô mình bêm trong mỏ. Còn mình nghĩ bêm ở ngoài mà thực ở ngoài thì mình nghĩ còn dễ hơn nữa, trong mỏ nó hơi sòn sòn tí chứ còn mà ở ngoài mình nghĩ nó khá là dễ hơn nè. Ok, chuẩn bị vào mình chiến thôi anh em à. Cái này nhân vật hôm bữa nè anh em, hiện tại nhân vật này cũng đang trên với mình, trên mình đâu có đâu đó là một gần triệu lượt chiến này. Anh em thấy cấp cũng cao hơn mình nữa không? Đấy, anh em sẽ để ý nha, để ý cái khúc này quan trọng nè. Đấy rồi cái ống máu nó gần nó giật hết luôn anh em thấy không, hết luôn thấy không? Anh em chạy né ra tầm một vài giây đó. Đó, tầm 2 3 giây anh em, 1 2 giây cũng được đó. Rồi xong anh em quay lại bem là bảo đảm luôn, ngon lành đó anh em thấy không? Anh em thấy cái lực lực bên con ép nó cao hơn mình nhiều thấy không? Trên nhau cũng gần cả triệu chứ đúng không em, gần cả triệu lượt chiến. Rồi tiếp theo mình sẽ bê một con khác anh em à. Con này thì nói chung là cũng ép mẫn luôn á, đi vài luôn. Anh khử nó cho anh em xem nha. Anh em cứ canh me canh chua nha. Đấy, trong máu nó xuống tới không anh em thấy không? Đấy, né ra chạy, bỏ auto đi, bỏ auto chạy ra rồi quay lại đâm thôi. Như thế là có thể lụm được anh em một cách khá đơn giản thôi, chứ là anh em đứng tại chỗ thì nó không bèm nổi đâu nha. Đấy, anh em thấy trên mình không, trên mình là 1.6 triệu lượt chiến luôn. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây, chúc anh em thật là vui vẻ. Có ủng hộ mình hãy để một like hoặc một subscribe nhé. Anh em gặp nhau ở một video khác nha.